I think this is a very serious ceremony. But my obligation today is to be not serious. So I will give a very light memories of Professor Cao Rupang. Đây là một cái buổi lễ rất là trang trọng chúng tôi tham dự hôm nay thì với tư cách là một người bạn của Cao Rupang và tôi được có một trình bày tương đối thoải mái. First thing is, I think that you don't need to be convinced that you made a good choice of giving Dr. Honoris Causa to Professor Cao Rupang. I think that this, by doing this, you set up a standard so high that it will be difficult to find another candidate. Tôi nghĩ rằng bằng cái việc mà chúng ta trao tặng cái bằng tiến sĩ danh dự cho giáo sư tiến sĩ Cao Rupang như vậy chúng ta đã đạt một chuẩn rất cao cho tiến sĩ danh dự của trường Đồng Minh và sau này chúng ta sẽ rất khó mà tìm các ứng viên khác. So I want to give you a glimpse of Professor Cao Rupang's history. And once upon a time, many years ago, a young student from Vietnam came to Poland. Rất nhiều năm về trước, một người thanh niên trẻ từ Việt Nam đến Ba Lan. He became a student of one of the greatest professors in our department, Professor Ivo Bialyula. Và thầy vẫn là trở thành y học sinh của một giáo sư rất là nổi tiếng. Of him, and he became one of the best students of Professor Ivo Bialyula. Và thầy vẫn là trở thành một học trò xuất sắc nhất của giáo sư. At the same time, he found his wife in Poland. Và đồng thời thì thầy vẫn đã tìm thấy người vợ của mình ở Ba Lan. And have a son. Còn một người con trai. And now they look like this. Và bây giờ thì đang như này, bây giờ. So you see, his wife joined the hippie movement. And now he also participated in conferences. He was very active. Thầy vẫn đã tham gia các cái hội thảo khoa học và rất là nhiệt năng đầu tham gia các hoạt động xã hội. Always in the first line, even in the communist official ceremonies. Và luôn luôn đứng hàng đầu, thậm chí là trong các hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản. Then he graduated. Và sau đó thì thầy giáo sư đã tốt nghiệp. He got a PhD. And one of his main goals after getting PhD was to establish physics in Vietnam. Và một cái mục tiêu chính của giáo sư Văn sau khi hoàn thành việc làm tiến sĩ đấy là thiết lập cái ngành phát triển ngành vật lý ở Việt Nam. So this is a page of his talk about 30 years of cooperation with Vietnam and also with the university. Đây là cái tiêu đề của bài trên bài của giáo sư Văn đây hợp tác 30 năm hợp tác rồi giáo sư Văn với trường Đồng Minh. I will now go through few pictures that you have seen. He first came to